Xin chào quý vị và các bạn. Vậy là sắp sửa hết năm 2019. Cái năm 2019 sắp sửa đi qua. Và năm 2020 sắp sửa đến. Còn một dưới một tháng nữa là hết năm 2019. Và còn khoảng một tháng rưỡi nữa là tới Tết Nguyên Đán. Mùa mưa cũng đã chấm dứt. Ở miền Nam thì có hai mùa, mùa mưa, mùa nắng. Và mùa mưa cũng sắp sửa chấm dứt. Một năm đã trôi qua. Mặc dù chưa tới Tết Tây nhưng chỉ còn khoảng hơn nửa tháng nữa. Một năm qua thì người ta thêm một tuổi. Một năm qua là những người mà đi làm việc, người ta sống một năm. Người ta sống một năm đầy cố gắng để làm việc và chuẩn bị cho cái Tết sắp tới. Và khi cái Tết sắp tới thì những người làm xa quê lại tiếp tục đi về quê hết Tết, lại tiếp tục đi làm, lại trở vô những thành phố để tiếp tục đi làm. Và cuộc đời thì cứ thế mà trôi đi. Cuộc đời chỉ cần bình dị như vậy thôi, tất một năm êm xuôi, khỏe mạnh, làm ăn, có công ăn việc làm và kiếm đủ tiền sống nuôi gia đình. Vì cuộc đời như vậy là mừng rồi. Một năm sắp Tết, một năm sắp hết, cũng như một ngày, một cái ngày là sáng trưa chiều tối, một năm thì xuân hạ thu đông. Nhưng mà ở Việt Nam, là ở miền Nam, là Việt Nam là chỉ có hai mùa mưa nắng. Mặc dù vậy nhưng mà cuối năm trời nó cũng mát, nó lạnh hơn những cái mùa trước đó. Cái lạnh nó làm cho người ta biết rằng năm sắp sửa chấm dứt. Trước khi năm chấm dứt thì trời thường thường lạnh, đặc biệt vào những tháng 12 và gần Noel. Noel xong rồi tới dương lịch. Hỏi chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và những khi hết năm được tổng kết năm, làm ăn là phát đạt, có dư giả để chuẩn bị đón cái Tết Tây và chuẩn bị đón cái Tết âm lịch. Xin chào quý vị và các bạn.